Vào lúc 16 giờ chiều qua, 13 tháng 10, khi đang gấp rút di chuyển vào Đà Nẵng để tránh thời tiết xấu, thì tàu cá có số hiệu TH90929 do ông Lê Xuân Dũng, chú tại xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm chủ bị phá nước. Nước tràn nhiều vào tàu khiến tàu mất chủ động và chìm dần. Lúc này, 14 thuyền viên hoảng loạn vì phải chống chọi thời tiết khắc nghiệt với sóng cao trên 3 mét, gió giật, mưa to để tát nước tránh chìm tàu. Thuyền trưởng Lê Xuân Dũng đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, khu vực 2, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị này đã hướng dẫn thuyền viên của tàu thực hiện các biện pháp an toàn, hạn chế trôi giạt và các phương pháp chống chìm, đồng thời báo động toàn hệ thống sẵn sàng mọi phương tiện để triển khai ứng cứu. Tuy nhiên, thời tiết ngày càng một xấu, trong vùng biển không có phương tiện ứng cứu, nên Trung tâm 2 đã điều động tàu SR-412 khẩn trương rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ cứu tính mạng 14 thuyền viên tàu TH90929. Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu bị nạn và triển khai các nhân viên cứu nạn lên tàu để bơm chống chìm và kết nối dây lai dắt đến tàu SR-412. 14 thuyền viên trong tình trạng kiệt sức cũng được đưa lên tàu SR-412 để chăm sóc y tế tích cực. Đến 21 giờ 04 phút tối ngày 13 tháng 10, tàu SR-412 đã đưa 14 thuyền viên và lai dắt tàu bị nạn cập cảng Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho lực lượng biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ để sớm nhất có thể quay lại hành nghề.